mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bông nè. Đợt vừa rồi thì khi Bông live stream thì có khá là nhiều bạn hỏi nói với Bông là chị Bông ơi, tại sao em ở Nhật 2 năm, 3 năm mà em cây qua yếu quá, thậm chí là em cảm giác là em cây qua còn yếu hơn cái lúc mà em ở Việt Nam em đi học nữa. Chị Bông có cách nào để chỉ cho em hay không? Thì ngày hôm nay Bông sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để các bạn có thể cây qua tốt với người Nhật nhé. Let's go! Ở đây không biết có bạn nào có giống như là Bông không ha? Cái vấn đề đầu tiên đó là trong suốt một năm đầu tiên Bông đi làm á, thì Bông thấy là ở công việc đó bận rộn quá, người Nhật họ cũng có ít thời gian họ nghỉ, cho nên là Bông cũng lười cây qua, riết nó lười, xong rồi cái mình nói chuyện với người ta xong cái không hiểu gì, cái tự nhiên cái Bông bị ngại, cái Bông không muốn cây qua nữa. Xong Bông gặp người Nhật cái Bông nói trời ơi chứ phải né đi chứ không có, họ nói cái gì không hiểu mất công đó. Cái là từ từ cái trình cây qua của mọi người nó đi xuống rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là một cái bệnh rất là phổ biến mà Bông thấy được rồi, Bông chia sẻ không chỉ một miền Bông mà các bạn cũng mắc phải rất là nhiều, đó là một cái bệnh là giả vờ hiểu hoặc là cho rằng là mình hiểu cái vấn đề đó rồi, nhưng thật chất ra mình hoàn toàn không hiểu hoặc mình hiểu sai hoàn toàn cái vấn đề mà người ta nói. Thì lâu dần khi mà mình cây qua với người ta, mình giao tiếp với người ta thì người ta sẽ có nghi ngại mình là ủa mày hỏi mày hiểu thật không, thật sự là mày hiểu vấn đề tao nói chứ. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra là thật ra là cái lỗi này lỗi do mình đó. Thì khi Bông phát hiện ra hai cái vấn đề này thì Bông phải sửa ngay lập tức mọi người à. Bông không ngần ngại để nhờ người Nhật nói chuyện với mình nhiều hơn. Mỗi ngày Bông nghĩ một cái chủ đề khác nhau về đất nước Nhật, về đất nước Việt Nam. Đơn giản thôi, về đồ ăn, du lịch, về văn hóa, về những cái điều hay ho trong cuộc sống, hay là thậm chí những cái câu chửi nhẹ nhàng, những cái câu mà người ta gọi ở Nhật, người ta câu là nói tầm bậy tầm bạ của người Nhật, của giới trẻ Nhật, thì mình cũng hỏi để mình học thêm. Thì lâu dần mình vừa có thêm kiến thức, mình vừa có thêm cách nói của người Nhật, họ nói đùa với nhau này, rồi mình lại tăng lên khả năng cai qua. Còn cái vấn đề thứ hai mà Bông nói là giả vờ hiểu, giả đò hiểu và cho rằng là mình hiểu vấn đề, nhưng thật chất là mình hiểu không đúng mà hiểu sai hoàn toàn á, thì cái vấn đề này rất là nhiều bạn gặp phải. Chẳng hạn như khi các bạn cai qua với lại người Nhật á, trong đó có những từ mà các bạn không hề hiểu cái gì hết á, nhưng mà có một số từ bạn cho rằng thì ra đó là như vậy, hoặc là bạn thấy là cái tình huống nó đang xảy ra như vậy, cho nên bạn nghĩ rằng họ nói cái ý của họ là như thế, bạn cho rằng, từ bản thân mình cho rằng nó có ý nghĩa là như vậy, nhưng thật ra là bạn đang hiểu sai. Sau cái lần thời gian đó mà Bông quyết định là Bông phải cải thiện lại cái qua của mình á, cải thiện lại cái vấn đề về giao tiếp của mình á, thì lúc này là khi mà người ta nói mà vấn đề mà Bông không có hiểu thì Bông nói lại với họ là sumimasen mo ichido onegaishimasu, xin lỗi bạn lặp lại cho tôi một lần nữa được không, yukuri onegaishimasu, làm ơn nó chậm lại một chút cho tôi được không. Hoặc khi trong một cái câu mà họ nói có nhiều cái từ mới thì Bông sẽ dùng cái từ mới đó, Bông ví dụ như là cái từ kakui, ông đó kakui do you mean this ka, cái từ kakui đó có nghĩa là gì đó. Khi Bông xác nhận lại thì có rất là nhiều người Nhật họ lên Google họ sờ cho mình bằng tiếng Việt luôn, hoặc là họ dùng những cái từ vựng tiếng Nhật dễ hiểu hơn để họ giải thích lại cho mình một lần nữa để mình hiểu. Thì lâu dần cái đầu não của mình nó tự nhiên nó sẽ tiếp thu cái từ đó luôn mọi người à. Và tự nhiên dần dần cách mà nói chuyện của người Nhật, nhấn nhá của người Nhật, ngữ pháp của người Nhật và những cái từ mà họ nói hay ho, ví dụ như là trời ơi mày dở như cức gì đó, hoặc là hệ tắc cứ sốn đó chẳng hạn là như vậy, hoặc là mày nhớ đó tao đó, mày để mày nhớ mặt tao đó là bối tao kia nè, chẳng hạn là như vậy. Tự nhiên cái mình nói chuyện theo người Nhật luôn mọi người à. Cái qua đó là như vậy và nó hay như vậy đó. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là mọi người đừng có đợi người Nhật bắt chuyện với mình, mà mỗi ngày mọi người hãy nghĩ ra một cái chủ đề khác nhau để mọi người nói chuyện. Chẳng hạn như Bông mỗi ngày thì Bông sẽ có một chủ đề khác nhau để Bông nói chuyện với tụi nó, là ví dụ như là món ăn Việt Nam, món ăn của Nhật, món ăn của Mỹ, đá bóng, thể thao, hoặc là một cái vấn đề chính trị, hay là một cái vấn đề sôi nổi nào đó đang xảy ra ở đất nước Nhật hoặc đất nước Việt Nam, hoặc là thậm chí cái việc ngoại tình của người Nhật, hoặc là một cái văn hóa nào đó của người Nhật. Nó có rất là nhiều chủ đề. Và mọi người để có thể cai qua tốt hơn được với họ thì mọi người có thể là search trước một vài từ ghi vào trong sổ tay. Sau khi mọi người nói chuyện, mọi người quên, mọi người đợi tôi chút, mọi người lật sổ tay ra, mọi người nói cái từ đó là họ hiểu hết trơn. Và họ mình cũng nói với họ là nếu như mà tao sai ngữ pháp và các cái đó tao sai thì làm ơn sửa cho tao nha, tao muốn mình sửa cho tao để tao càng nghe tao càng nhớ nhiều hơn. Thì họ rất sẵn lòng trong cái việc đó mọi người à. Cho nên là để cải thiện cai qua, cái cách duy nhất đó là mọi người hãy đi giao tiếp với lại người Nhật thật nhiều, nói chuyện thật nhiều. Không phải ở trình độ N3, N2 thì mới cai qua tốt đâu. Mà những cái bạn học rất là ít nhưng mà qua đây giao tiếp, nói chuyện với lại người Nhật, đặc biệt là những cái bạn mà làm việc chung với người Nhật 1:1 ấy,
thì những cái bạn đó cai qua cực kỳ tốt nha. Tại vì những bạn đó chịu khó cai qua, trong khi đó là đi thi các bạn đó không thể nào thi đậu được N4 hoặc N3, nhưng mà cái việc mà các bạn đó cai qua thì nó đang ở trình độ là N4 và N3 luôn, chứ không phải là ở trình độ là N5 nữa đâu luôn mọi người. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, hãy tự tin. Tại vì cũng giống như là mình thấy một người nước ngoài bập bẹ nói tiếng Việt mà sai á, thì mình cũng thấy ồ thú vị quá, vui á, emotional nè, hay lắm. Thì đối với người Nhật họ nhìn người Việt Nam của mình cũng vậy á, mình mà nói chuyện mà được tiếng Nhật mà nói cái kiểu như vậy họ thích lắm mọi người. Đặc biệt là những người Nhật mà họ cởi mở, họ luôn luôn có ý hướng là họ muốn dạy cho mình những cái tiếng Nhật hoặc là những cái văn hóa của người Nhật á, thì những người đó mình lại mình nhờ vả họ trong cái vấn đề họ dạy mình và nói chuyện với mình á, thì họ luôn sẵn sàng, họ rất là tử tế trong những cái vấn đề luôn. Mọi người đừng có lo lắng nha. Vâng, chúc mọi người cố gắng học tiếng Nhật thật tốt và cải thiện cái trình độ cai qua giao tiếp của mình với người Nhật để sau này về Việt Nam có công việc được tốt hơn và ổn định hơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video phía sau. Bye bye! À, mọi người có bất cứ câu hỏi gì thì hãy để lại ở dưới cái video này nhé. Bông sẽ trả lời cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Bông trong thời gian qua. Bye!